Biến chứng của bệnh tiểu đường thì có thể nói là nó ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cái tạng phủ của cơ thể, làm cho vấn đề xơ vữa các mạch máu ở mắt chẳng hạn, thì nó làm tổn thương đáy mắt, xuất huyết võng mạc đấy, và rồi làm đục thủy tinh thể. Ở tim thì có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, cũng như ở thận thì dẫn đến ảnh hưởng cái hệ thống mạch của thận, dẫn đến suy thận. Trung bình mỗi một năm ước chừng có khoảng trên dưới 5 triệu người tử vong vì bệnh tiểu đường cùng với các biến chứng của nó. Ở Việt Nam, mỗi một ngày ước chừng trên 150 người chết vì bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, như vậy là đối với bệnh tiểu đường thì cái mà đáng ngại nhất mà nặng nề nhất chính là những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Nó ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cái tạng phủ của cơ thể, làm cho vấn đề xơ vữa các mạch máu. Ở đây có thể nó do cái rối loạn chuyển hóa mà dẫn đến chuyển hóa lipid cũng bị rối loạn này, rồi đến một số thuốc đưa vào mà để lắng đọng với lại glucosa xuống thành mạch ấy, sẽ đi vào trong lòng mạch, và nó làm như vậy là cùng với lại những các cái tình trạng mà mỡ máu nó làm xơ hóa, làm cho các cái thành mạch ấy nó tạo thành các cái mảng xơ vữa, và khi mà ở cơ quan nào thì cơ quan đó nó sẽ tổn thương. Thí dụ như nếu như ở ở mắt chẳng hạn, thì nó làm tổn thương đáy mắt, xuất huyết võng mạc đấy, và rồi làm đục thủy tinh thể. Nếu mà ở ở tim kết hợp với cái tình trạng mỡ máu làm cho hẹp cái lòng mạch của động mạch vành, dẫn đến các cái bệnh hẹp mà mạch vành, rồi có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Thế rồi nếu như ở thận thì dẫn đến ảnh hưởng cái hệ thống mạch của thận, dẫn đến suy thận. Rồi nếu như mà ở các cái phủ tạng khác, cơ chi, rồi cái hệ thống mạch của chi cũng sẽ dẫn đến như vậy là làm thiếu máu cho các cái chi, rồi dẫn đến loét, rồi là viêm, thậm chí là những cái nhiễm trùng rất là khó liền. Thì đấy là cái biến chứng rất là nặng nề. Và đặc biệt là nếu như mà gây những tình trạng kết hợp với mỡ máu tăng cao cùng với lại tiểu đường sẽ dẫn đến ảnh hưởng cái hệ thống mạch của não, dẫn đến làm hẹp động mạch não. Và xin thưa với lại các quý vị thì kể cả những bệnh mãn tính như ung thư tim mạch, vân vân, rồi các bệnh lý khác, mà nếu như có kết hợp cái tiểu đường trên cái nền của cái bệnh mãn tính đó thì cái tình trạng bệnh rất là nặng. Thì ung thư mà kết hợp có tiểu đường nữa thì cái nguy cơ mà để sống còn của cái anh bệnh nhân ung thư là rất là hạn chế. Hay là những cái bệnh thận mà lại có kết hợp cái bệnh tiểu đường nữa thì cái suy thận rất dễ là dẫn đến phải chạy thận nhân tạo, phải thay thận. Hoặc là các bệnh tim mạch cũng thế, nếu có cái tiểu đường thì hai cái nó tương tác, nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái bệnh về tim mạch. Chưa kể vấn đề các cái thuốc tiểu đường nó lại ảnh hưởng rất trực tiếp đến hệ thống tim mạch, những biến chứng rất là nặng nề, mà xem như là cái tỷ lệ tử vong mà chính những cái biến chứng đó đã làm cho cái tỷ lệ tử vong của cái bệnh tiểu đường ngày một gia tăng. Thực dưỡng miễn dịch ý, đây có thể nói đấy là một cái xu hướng mới của thực dưỡng Osawa, mà nó là trên cơ sở như vậy là kết hợp giữa cái phương pháp thực dưỡng Osawa mới lại kết hợp vấn đề tăng cái khả năng miễn dịch. Mà một trong những cái sản phẩm của thực dưỡng miễn dịch đó là Nutrican chẳng hạn, thì đó là cái sản phẩm đó là cái dựa trên sản xuất của các cái thành phần thực dưỡng cân bằng âm dương trên nguyên tắc của thực dưỡng Osawa, và có sự tăng cường các cái chất để tăng miễn dịch, để phòng ngừa bệnh tật, giúp cho cuộc sống như vậy là hạnh phúc, mạnh khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì sản phẩm này có thể nói là một cái sản phẩm cũng rất là ưu việt, bởi vì được làm từ ngũ cốc lứt, từ gạo huyết rồng nảy mầm này, từ kê này, đậu đỏ này, đậu Hà Lan này, đậu đen này, hạt mè này, và kết hợp với lại beta glucan chiết xuất từ 9 loại nấm của Nhật ấy, thì sẽ tăng được cái khả năng miễn dịch cũng như là cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng mà rất là cân đối. Mà đặc biệt là cái gạo lứt huyết rồng nảy mầm ấy, là cái hạt ngũ cốc mà rất là giàu dinh dưỡng mà không làm tăng đường huyết, cho nên có thể áp dụng cái Nutrican sữa bột thực dưỡng này, miễn dịch này ấy, vào các cái bữa ăn phụ hoặc cứ bữa ăn cơ động.
mà mình không có điều kiện, kể cả cho cái người điều trị bằng thuốc cũng như cái người mà ăn thực dưỡng ấy, ta dùng hỗ trợ trong các cái bữa ăn phụ hoặc bữa ăn cơ động mà mình không có cái điều kiện mà có thể triển khai được một cái bữa ăn thực dưỡng thì mình dùng cũng rất là tốt và hỗ trợ để bảo đảm cái đủ các cái lượng dưỡng chất, và đặc biệt là cung cấp rất nhiều các cái khoáng chất mà trong đó có chrome này, kẽm này, vitamin C này, B1 vân vân, và các cái khoáng chất khác cũng như là các chất dinh dưỡng rất là cân đối và tương đối là tốt cho cơ thể, để giúp cho cái hoạt động của insulin của chính cơ thể sản xuất ra ấy, nó được điều hòa và nhịp nhàng. Thực dưỡng Nutrican là một cái phương hướng rất là tốt, mà rất là cung cấp rất là đầy đủ cho cơ thể và hỗ trợ các bệnh tiểu đường rất tốt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866 218 788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Nutrican. Truy cập website nutriancan.com.vn để biết thêm chi tiết. Nutrican, thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.